lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp công dân định kỳ tháng 3. Năm 2023, Đắk Nông phấn đấu tăng chỉ số PCI lên ít nhất một bậc so với năm 2022. Một người bị điện giật chết trong lúc di chuyển trụ cáp quang. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 21 tháng 3. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng 21 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp công dân Lương Đình Hải cùng 27 hộ dân cùng chú ở tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Trước đó, vào năm 2018, 28 hộ dân đã gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Tân để xin phép mở con đường dân sinh trên nền đường cũ phục vụ đi lại. Đến nay, kiến nghị của người dân vẫn chưa được xử lý. Năm 2018, nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu vực Sùng Đức. Trong quá trình thu hồi, Nhà nước đã không làm đường gom để người dân ở khu vực phía dưới tiếp cận với đường giao thông. Con đường 28 hộ dân đang đi lại hiện tại là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao cho binh đoàn 16 quản lý. Phát biểu tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên ghi nhận các ý kiến của công dân cùng các sở, ngành, địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, việc thu hồi đất không xây dựng đường gom cho người dân đi lại là thiếu sót của cơ quan nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh Đắk Nông năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch. Mặt khác, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Đắk Nông đưa ra mục tiêu cải thiện và nâng vị trí xếp hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI. Phấn đấu chỉ số PCI năm 2023 tăng ít nhất một, bậc so với năm 2022. Phấn đấu tăng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trở lại, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh so với năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trung toàn tỉnh Đắk Nông giảm từ 3% trở lên. Riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập. Đối với chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh, phấn đấu cuối năm 2023, Đắk Nông giảm từ 3% trở lên tương ứng với số hộ giảm trên 4.990 hộ. Số hộ nghèo trung toàn tỉnh cuối năm 2023 còn 8.352 hộ, chiếm tỷ lệ 4,97%. Sáng 21 tháng 3, tại thị trấn Đắc Minh, huyện Đắc Minh đã diễn ra ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt giã năm 2023 do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức. Hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị lực lượng vũ trang cùng người dân trên địa bàn huyện Đắc Minh đã tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ở giải Việt Giã, gần 100 vận động viên nam, nữ đến từ các xã, các đơn vị lực lượng vũ trang và các xã tranh tải các nội dung, nữ phong trào 3 km, nữ trẻ 3 km, nữ tuyển 4 km, nam phong trào 5 km, nam trẻ 5 km và nam tuyển 7 km. Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông vừa xảy ra vụ tai nạn bị điện giật, khiến một người tử vong khi đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 3, tại thôn 10, xã Trường Xuân xảy ra vụ điện giật gây chết người. Nạn nhân là nam giới, sinh năm 1980, chưa rõ địa chỉ thường trú. Nguyên nhân ban đầu được xác định trong lúc nạn nhân đang dùng cân cầu di chuyển trụ cáp quang tại thôn 10, xã Trường Xuân, không may vướng vào dây điện và bị điện giật chết. Không dừng lại ở đó, dây điện bị cháy rơi vào phần đầu xe làm cháy khu vực phía trước của bánh xe bên phụ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.